Ok, chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay mình có dịp mình đi ngang qua cái cửa hàng máy cài này, thì mình ghé vô mình quay cho anh em coi ha. Thì ở đây thì có những loại máy cài gì ha, mình sẽ lướt sơ qua cho anh em coi nha. Nó ZL126 thì mình coi xương xương ra ngoài trước ha. Rồi khi nào mình có nhu cầu muốn coi kỹ con nào á thì mình sẽ quay con đó cho anh em coi nha. Đó. Rồi. Đó, quay coi ngoại dạng xương xương nó trước nha. Tiếp theo là cái con Iseki TS3110. Cho ở đây nó ở quốc lộ cho nó hơi ồn nha. Anh em có gì anh em thông cảm nha. Con này cái màu xanh rất là thân thiện và dễ thương nha, rất là đẹp luôn. Đó. Thì sườn lốc vẫn còn rất là ok, bánh thì còn rất là đẹp, vỏ thì ok. Rồi tiếp theo mình coi cái ghế với cái số giờ để coi bao nhiêu ha. 1999 giờ. Rồi tiếp theo, đây cái bãi máy cài nhỏ của bến Lức Long An nha. Đó. Thì có bao nhiêu thì mình coi bấy nhiêu ha. Bên đó là phụ tùng dàn xới đầu ha. Đó, có chiếc xe rùa mini nữa, không biết nó chở được cái gì ha. Rồi tiếp theo là bên đây. Bên đây thì có chiếc Subaru D23F. Cũng còn rất là mới, khá là ok. Thì chạy chế cháo thì gắn rờ móc, thì tùy có ruộng có lúa thì mua về mình khẽ mình xới, hoặc là rờ móc có giường gì đó. Đó. Thì tùy theo cái nhu cầu mà anh em chọn cho mình một cái con máy thật là phù hợp để mà sử dụng nha. Đó. Rồi tiếp theo là con ZL1 07, là 1235 Sunshine ha. Cũng là của Kubota luôn. Rồi ngoại diện của nó thì cũng rất là đẹp luôn ha. Đó. Giá thì mình không biết, giá thì mình sẽ mà để cái số điện thoại trên cái màn hình đó. Thì anh em nào có nhu cầu thì điện thoại chủ anh chủ một cái, thì anh chủ sẽ báo giá cho con nào em. Muốn mua con nào thì báo giá tên con đó và lấy chụp hình màn hình với con đó lại nha. Ha, gửi anh chủ. Số điện thoại chút xíu nữa mình sẽ để lên cái màn hình ha. Rồi. Đây. Tổng quan con này ha. ZL1235 cứ lẹo lẹo lộn miệng ZL không à. Rồi muốn mua Kobe hay là máy xúc máy đào gì đó thì EX40 hãng Hitachi ha, thì cứ liên hệ. Máy gặt thì cũng nó luôn á, nó còn máy gặt á này, xài bánh xích ha. Ngoài ra thì còn một số bánh nè, vỏ nè, phụ tùng nè thì cũng đầy đủ hết, không có thiếu gì ha. Rồi tiếp theo là cái con Subaru SD3203. Con này thì nó cũng thuộc dạng khá là lớn ha. Đó, giường mà rộng, ruộng mà lớn, cày thuê, cày bừa, cày mướn đó thì xài cũng rất là ok luôn, không có gì phải lo lắng hết ha. Rất là đẹp luôn. À, bánh thì còn rất là ok ha, ốc thì còn ok luôn, bánh thì rất là bự luôn. Coi cái số với cái dàn thắng đây, còn rất là mới ha, chưa có bị gỉ sét gì trơn á, còn là ok luôn. Ghế còn rất là mới luôn ha. Đó, coi coi nội thất bên trong và coi cái gầm của nó mới biết được cái vấn đề của bên trong ha. Nè, phần phía sau nè, nó coi đi, coi cái gầm xuống dưới, coi xương xương thôi. Cho đây mình chỉ quay sơ sơ thôi ha. Còn mà anh em nào muốn coi chi tiết con nào á thì cứ liên hệ, mình sẽ quay chi tiết cái con đó cho anh em coi ha. Đây, đây là cái con Yanmar 1720D này ha. À, khá bánh rồi. Đây là cái con Satura. À, nói chung cũng rất là nhiều máy ha. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nha. Máy thì rất là đẹp. À, cái số điện thoại thì mình sẽ ghi trên màn hình sau ha. À, anh em xem video nhớ đăng ký, like, share để nhận được nhiều video tiếp theo nha. À, xin chào và hẹn gặp lại nha. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe.